Top 10 vị thánh công giáo nổi bật được phong tiến sĩ hội thánh. 1. Thánh Jerome, hay còn gọi là Hieronymo, tiến sĩ hội thánh. Thánh Jerome sinh ra tại Striden, một thị trấn ở Dalmatia thuộc nước Croatia ngày nay, vào khoảng năm 340 sau Công Nguyên. Việc học sớm về lập luận và hùng biện, cùng với việc làm quen với cả văn học Latin và văn học Hy Lạp đã tạo tiền đề cho những nỗ lực trong tương lai của ngài. Là một người có ảnh hưởng vào thế kỷ thứ 4, cũng là người có các tác phẩm, ý tưởng thần học và bản dịch kinh thánh sang tiếng Latin gây được tiếng vang cho đến ngày nay. Đời sống khổ hạnh của ngài mang những nét đặc trưng giống với Thánh Gioan Tẩy Giả. Thánh Jerome đã trải qua 4 năm đầu trưởng thành của mình trong sa mạc Chalcis ở Syria, nơi mà ngài soạn những lá thư đầu tiên về thần học và chủ nghĩa khổ hạnh. Cuộc đời của ngài có ảnh hưởng lớn đến nỗi ngài đã trở thành một trong 4 thánh nhân khác được giáo hoàng Boniface VIII tuyên bố là tiến sĩ giáo hội vào thế kỷ 13. Ngày lễ của Thánh Jerome là ngày 30 tháng 9 tại Giáo hội Công giáo và ngày 15 tháng 6 tại Công giáo Chính thống Đông Phương. Điều kiện tiên quyết để được tuyên bố là tiến sĩ hội thánh là có những đóng góp quan trọng về thần học thông qua việc viết lách, học tập, nghiên cứu. Các tác phẩm của ngài chắc chắn phù hợp với điều kiện đó, vì ngài đã viết rất nhiều trong suốt cuộc đời dài 80 năm của mình. Kho văn bản của Thánh Jerome bao gồm các tác phẩm về kinh thánh, các bài bình luận, chuyên luận, các bức thư về nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm cả việc bác bỏ các dị giáo phổ biến thời bấy giờ, chẳng hạn như dị giáo Arian, và cũng là sự bảo vệ học thuyết về việc đồng trinh trọn đời của Đức Maria. Tuy nhiên, đóng góp quý giá nhất của ngài cho đức tin chính là bản dịch Cựu Ước và Tân Ước lần lượt từ tiếng Do Thái cùng tiếng Hy Lạp sang tiếng Latin. Bản dịch này được xem là có thẩm quyền cũng như được gọi là phiên bản kinh thánh chính thức của Giáo hội Công giáo La Mã. Ngoài tác phẩm về thánh kinh, nhiều tác phẩm của Thánh Jerome cũng đề cập đến các chủ đề gây tranh cãi. Đồng thời ngài có một phong cách viết bốc đồng, đôi khi mang tính châm biếm. Điều này tạo ra một số xích mích với những người có quan điểm trái ngược với lập luận của thánh nhân. Thứ hai là Thánh Augustino. Thánh Augustino sinh năm 354 tại Tagus, châu Phi. Ngài được nuôi dưỡng trong đức tin công giáo nhưng không được rửa tội. Đây là điều phổ biến trong các thế kỷ đầu tiên, trì hoãn việc này cho đến khi trưởng thành. Là một cậu học sinh đầy tham vọng với những tài năng xuất chúng cùng đam mê bạo lực, thánh nhân đã sớm đánh mất cả niềm tin và sự ngây thơ của mình. Thánh Augustino say mê theo đuổi việc nghiên cứu triết học. Ngài dạy ngữ pháp, hùng biện, cùng văn học trong 9 năm tại thị trấn quê hương Tagus và ở Catha. Ngài vẫn tiếp tục cuộc sống bất thường cùng những sai lầm về giáo lý cho đến năm 32 tuổi. Khi còn là một sinh viên hùng biện xuất sắc ở Milan nơi Thánh Ambrose làm giám mục, Augustino kể trong cuốn tự truyện của mình về đức tin công giáo thời thơ ấu đã chiếm lĩnh trí tuệ ngài, nhưng ngài vẫn chưa thể quyết tâm phá vỡ xiềng xích từ thói quen xấu. Nhờ một người bạn của mình, Augustino đã đọc một cuốn sách của Thánh Phaolô. Ngài tìm ra được chân lý cuộc đời, sau đó liền đến gặp một linh mục và được rửa tội. Trở về châu Phi, ngài trao hết tất cả những gì mình có cho người nghèo. Tại Hippo, nơi ngài định cư, ngài được tấn phong giám mục năm 395. Trong 35 năm, Thánh Augustino là trung tâm của đời sống giáo hội tại châu Phi,
cũng là người mạnh mẽ nhất trong giáo hội chống lại dị giáo. Các bài viết của Ngài bao gồm nhiều tập đã được chấp nhận ở khắp mọi nơi như một nguồn chính của cả tâm linh Kitô giáo và suy đoán thần học. Vị tiến sĩ vĩ đại đã qua đời trong sự tiếc thương sâu sắc của toàn bộ thế giới Công giáo năm 430. Thứ ba là Thánh Thomas Aquino. Thánh Thomas Aquino sinh năm 1226, là con trai của Randon, bá tước xứ Aquino. Thời còn đi học, các thầy rất ngạc nhiên về sự tiến bộ của Ngài vượt trội hơn tất cả các bạn đồng môn, trong học tập cũng như trong việc rèn luyện nhân đức. Khi đến tuổi phải lựa chọn bậc sống cho mình, Ngài đã từ bỏ mọi sự của thế gian, quyết định gia nhập dòng thánh, bất chấp sự phản đối từ gia đình. Năm 1243, ở tuổi 17, Thánh Thomas Aquino gia nhập dòng Đa Minh ở Naples. Một số thành viên trong gia đình Ngài đã dùng mọi cách trong khoảng thời gian 2 năm để phá vỡ sự kiên định của Ngài. Thậm chí họ còn thuê một người đàn bà ô uế đến cám dỗ Ngài. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích vì Ngài đã kiên trì trong ơn gọi của mình. Như một phần thưởng cho lòng trung thành, Thiên Chúa đã ban ơn khiết tịnh hoàn hảo cho Ngài. Điều này rất xứng đáng với tước hiệu tiến sĩ thiên thần. Sau khi tuyên khấn tại Napoli, Thánh Thomas theo học ở Cologne nhờ dưới sự hướng dẫn của Thánh Albert Đại Đế nổi tiếng. Tại đây, Ngài được đặt biệt danh là con bò câm vì tính cách im lặng cùng thân hình to lớn. Nhưng Ngài thực sự là một học sinh xuất sắc. Năm 20 tuổi, Ngài được bổ nhiệm dạy học tại cùng một thành phố. Đồng thời, cũng bắt đầu xuất bản những tác phẩm đầu tiên của mình. Sau 4 năm, Thánh Thomas được gửi đến Paris. Lúc đó là Ngài đã là một linh mục. Năm 31 tuổi, Ngài nhận bằng tiến sĩ. Năm 1261, Giáo hoàng Urban IV gọi Ngài đến Rome, nơi Ngài được bổ nhiệm giảng dạy. Nhưng Ngài từ chối chấp nhận bất kỳ phẩm giá nào của giáo hội. Thánh Thomas không chỉ viết mà Ngài còn thường xuyên giao giảng về đạo. Giáo hoàng Clement IV đã đề nghị Ngài làm tổng giám mục của Napoli nhưng Ngài lại tiếp tục từ chối. Ngài đã để lại công trình kiến thức vĩ đại của mình mang tên Summa Theologica chưa được hoàn thành vì trên đường đến công đồng Leon thứ hai. Theo lệnh của giáo hoàng Gregory X, Thánh Thomas Aquino không may ngã bệnh và qua đời tại tu viện Cito Fossa Nuova vào năm 1274. Ngài là một trong những nhà thần học vĩ đại và có ảnh hưởng nhất. Được chính thức phong thánh năm 1323, được Đức Giáo Hoàng Pio V tuyên bố là tiến sĩ của hội thánh. Thứ tư là Thánh Teresa thành Avila. Thánh Teresa của Avila sinh năm 1515 tại miền Trung Tây Ban Nha. Trong một gia đình thuộc tầng lớp quý tộc nhỏ, cha của Ngài được phong tước hiệp sĩ. Thời thơ bé, thánh nhân đã mơ ước trở thành một người tử vì đạo hoặc một ẩn sĩ. Khi quyết định theo đạo, Ngài vào tu viện Carmelite của Avila. Tu viện này rất lớn. Nhiều nữ tu mang cả địa vị xã hội của họ vào đây, lập nên nhà bếp, phòng nguyện cùng phòng khách riêng. Mặc dù tu viện không gây tai tiếng gì, nhưng nó cũng chẳng sản sinh ra vị thánh nào. Về phần Thánh Teresa, Ngài vẫn cầu nguyện đều đặn, tuân giữ luật lệ, chịu đựng những cuộc ăn chay cũng như hành xác bình thường. Đến năm 20 tuổi, Ngài bị sốt rét, lên cơn co giật và mọi người nghĩ rằng thánh nhân đã qua đời. 4 ngày sau, khi tỉnh dậy,
Ngài phát hiện ra rằng một phần mộ đã được đào sẵn cho mình. Thánh Teresa sau đó bị liệt trong suốt 3 năm. Khi đọc một số tác phẩm tiêu biểu về cầu nguyện trong tâm trí, Ngài dần tin rằng tu viện của mình quá lỏng lẻo. Giáo hội cần đòi hỏi nhiều hơn như thế. Được truyền cảm hứng từ những nhà cải cách vĩ đại trong thế kỷ, và nhiều người trong số họ cũng là người Tây Ban Nha, Ngài quyết định thành lập một tu viện Carmelite mới. Tuy nhiên, đã có sự phản đối gay gắt từ bên trong tu viện của Ngài, cũng như từ dòng Carmelite nói chung. Cuộc cải cách của Thánh Teresa bắt đầu vào giữa những năm 1550. Đơm hoa kết trái khi tu viện đầu tiên được mở cửa tại Avila năm 1562. Các nữ tu sẽ không đi giày, được giới hạn ở tối đa 13 người trong mỗi tu viện, không chấp nhận của hồi môn hay của cải mang theo. Họ phải thực sự trở thành những người nghèo khó, ăn chay, hãm mình, đồng thời cầu nguyện sốt sắng. Thánh Teresa đã dành 20 năm cuối cùng của mình để đi khắp Tây Ban Nha thành lập các tu viện mới. Đến tuổi trung niên, thánh nhân rất nổi tiếng về sự thánh thiện, về chủ nghĩa thần bí hợp pháp, về sự niềm nở và sự vâng lời hoàn toàn đối với giáo hội. Dòng Carmelite được trao cho tỉnh dòng Tây Ban Nha của riêng họ vào năm 1580, được công nhận là một nhà dòng riêng biệt năm 1594, 12 năm sau sự qua đời của thánh nhân. Năm 1622, Ngài được phong thánh cùng với Thánh Philip Neri, Thánh Ignatio Thành Loyola và Thánh Francisco Xavier. Và đặc biệt, Thánh Teresa của Avila là người phụ nữ không tử đạo đầu tiên được phong thánh của giáo hội công giáo. Thứ năm là Thánh Gioan Chrysostom. Thánh Gioan Chrysostom hay còn gọi là Thánh Gioan Kim Khẩu sinh năm 347 tại Antioch, là một thiên tài vĩ đại. Trong sự giằng co của các cuộc tranh luận thần học ở thế kỷ thứ 4 và thứ 5, Ngài đã trở thành một nhân vật tiêu biểu cùng với những nhân vật nổi tiếng khác như Thánh Ambrose, Thánh Athanasius, Thánh Hilary, Thánh Basil. Ngài nhận được một nền giáo dục xuất sắc về nghệ thuật tự do, được rửa tội ở tuổi 18. Việc này phù hợp với phong tục rửa tội phổ biến dành cho người lớn trong thời đại ấy. Thánh Gioan Chrysostom đã tham gia một nhóm ẩn sĩ mộc mạc trên những ngọn đồi bên ngoài quê hương của mình vào năm 20 tuổi. Tuy nhiên, các điều kiện khắc nghiệt về thể chất và tâm lý đến mức Ngài phải rời đi sau 7 năm. Được thụ phong linh mục vào năm 386, giám mục đã công nhận những năng khiếu của Ngài và giao Ngài phụ trách chăm sóc thể chất cùng mục vụ cho người nghèo ở Antioch, một chức vụ mà Ngài đã mài giũa những năng khiếu bẩm sinh của mình với tư cách là một nhà thuyết giáo. Thánh Gioan thuyết giảng tài giỏi đến nỗi, dù một thế kỷ sau khi Ngài qua đời, Ngài vẫn được phong danh hiệu Kim Tinh hay Kim Khẩu vì những lời người nói ra quý giá tựa vàng ngọc. Sự nhạy bén về thần học của Ngài cũng không kém phần ấn tượng. Các bài giảng và các bức thư thể hiện sự hiểu biết tinh tế về những điều phức tạp của Chúa Ba Ngôi cũng như của các sách phúc âm. Năm 398, Thánh Gioan được phong làm Tổng Giám mục Constantinople, Tân La Mã, khiến một số người đương thời ghen tị. Ngài không ủng hộ bản thân với những cải cách quá khích, dù với tư cách là Tổng Giám mục. Tuy nhiên, vì một số lời chỉ trích của mình mà Ngài bị buộc tội phản quốc cùng các tội danh khác, sau đó bị lưu đày vào năm 402. Thánh Gioan được phục chức sau một trận động đất ở Constantinople. Nhiều người truyền miệng rằng đó là sự trừng phạt của thần thánh đối với việc trục xuất Ngài.
nhưng ngài lại tiếp tục bị lưu đày lần thứ hai ngay sau đó. Giống như các vị thánh khác, thời gian lưu đày của ngài mang lại nhiều kết quả. Ngài viết rất nhiều thư, đặc biệt là cho các giám mục ở đế quốc phương Tây, bao gồm cả giáo hoàng. Nhưng cũng giống như các giáo hoàng và giám mục bị lưu vong khác, sự trợ giúp thiết thực không bao giờ thành hiện thực. Thánh Gioan Chrysostom qua đời trong cuộc sống lưu vong năm 407. Trong vòng một thập kỷ sau đó, danh tiếng của ngài đã được phục hồi bởi giáo hoàng và hài cốt được chuyển đến chôn cất tại Constantinople. Ngài được công đồng Chalcedon công nhận là cha của giáo hội năm 451 và được tuyên phong là tiến sĩ hội thánh năm 1568. Thứ sáu là Thánh Cyrilo thành Jerusalem. Thánh Cyrilo thành Jerusalem là một trong số 35 vị thánh đã được giáo hội phong lên hàm tiến sĩ vì sự đóng góp quan trọng của ngài trong việc bảo vệ đức tin của hội thánh. Tìm hiểu về Thánh Cyrilo thành Jerusalem, chúng ta thấy cuộc đời của ngài đan xen giữa hai chiều kích. Nhiệt thành chu toàn công tác mục vụ, tận tụy đến quên mình trong những cuộc tranh luận, chống lại những gì đã gây phiền nhiễu cho đời sống đức tin vào thời đó ở giáo hội công giáo Đông Phương. Cyrilo sinh tại hoặc gần Jerusalem vào năm 315, được hưởng thụ một nền giáo dục văn chương trổi vượt. Nền giáo dục ấy đã xây dựng nền tảng văn hóa Kitô giáo nơi ngài, mà trọng tâm là nghiên cứu kinh thánh. Ngài được Đức Giám mục Maximus truyền chức linh mục. Khi Đức Giám mục Maximus qua đời hoặc bị cách chức vào năm 348, Cyrilo đã được tấn phong giám mục bởi Đức Tổng Giám mục Acacius. Lúc đó, là người đang có ảnh hưởng lớn trên miền Caesarea ở Palestine. Đức Tổng Giám mục này là một người theo phái Ario, vốn có cảm tưởng rằng Cyrilo là một trợ tá đứng về phe mình. Vì thế, người ta đã từng hoài nghi về việc Cyrilo được bổ nhiệm làm giám mục bởi nhượng bộ và thỏa hiệp với phái Ario. Trên thực tế, ngay từ đầu Cyrilo đã tỏ ra đối lập với Đức Tổng Acacius, không chỉ về phạm vi đạo lý mà còn cả thẩm quyền nữa. Bởi ngài đã tuyên bố tòa giám mục của mình độc lập với tòa giám mục Caesarea của Acacius. Cyrilo bị lưu đày 3 lần trong khoảng 20 năm. Cuộc lưu đày đầu tiên diễn ra vào năm 357, sau khi bị công nghị Jerusalem bãi nhiệm. Cuộc lưu đày thứ hai diễn ra vào năm 360, bởi âm mưu của Acacius. Cuộc lưu đày cuối cùng vào năm 367 là dài nhất, khoảng 11 năm, bởi hoàng đế Valens thuộc phe Ario. Đúng vào năm 378, sau khi hoàng đế băng hà, Cyrilo giành lại quyền sở hữu tòa giám mục của ngài, rồi xây dựng hiệp nhất và hòa bình cho các Kitô hữu. Có một số nguồn tài liệu thời đó hoài nghi về tính chính thống của Cyrilo, nhưng cũng có một số nguồn tài liệu cổ khác bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ thiện ý của thánh nhân. Trong số những nguồn tài liệu ủng hộ đó, uy tín nhất là thư gửi công nghị năm 382, tức là một năm sau công đồng Constantinople, mà trong đó Cyrilo đã đóng góp một phần rất quan trọng. Trong lá thư được gửi đến giám mục Roma, các đức giám mục công giáo Đông Phương công nhận tính chính thống tuyệt đối, tính hợp pháp của việc truyền chức giám mục cho Cyrilo, đồng thời khẳng định thánh nhân có tài xuất sắc trong những công việc mục vụ và tận tụy cho đến khi qua đời vào năm 387. Thứ bảy là Thánh Anton thành Padua. Thánh Anton thành Padua sinh năm 1195 tại Lisbon, Bồ Đào Nha, trong một gia đình quý tộc giàu có.
điều kiện gia đình cho phép ngài được đi học vào thời mà nạn mù chữ còn phổ biến. Năm 15 tuổi, Anton tham gia một dòng tu công giáo tuân theo quy tắc của Thánh Augustino. Sớm bị thu hút bởi lối sống của các tu sĩ dòng Francisco, những người mà ngài đã gặp khi ở Coimbra, nên ngài quyết định tham gia cùng họ sau khi biết về sự qua đời của năm anh em bị xử trảm ở Maroc vì cố gắng truyền bá đạo công giáo ở đất nước này. Được truyền cảm hứng bởi sự tử đạo của họ, ngài đã gia nhập một ẩn thất tại Olivais và đổi tên của mình từ Fernando thành Anton. Sau một thời gian ngắn ở Maroc, Sicily, Tuscany, ngài đến Forli, Romagna vào năm 1222, được mời giảng cho một nhóm tu sĩ dòng Đa Minh. Bị ấn tượng bởi tài hùng biện cùng sự hiểu biết về kinh thánh của ngài, giáo đoàn liền cử ngài đến Romagna, nơi mà ngài gặp người sáng lập dòng Francis thành Assisi. Sau đó, Thánh Anton giảng dạy và thuyết giảng, cuối cùng trở thành bề trên giám sát tỉnh miền Bắc nước Ý, đồng thời định cư tại thành phố Padua. Ngài qua đời vì chủ nghĩa công thái học vào năm 1231. Sau đó, chưa đầy 12 tháng khi qua đời, ngài được giáo hoàng Gregory IX phong thánh vào năm 1232. Năm 1946, vì nghiên cứu kinh thánh cặn kẽ, Đức giáo hoàng Pio XII đã tuyên phong ngài là tiến sĩ hội thánh và ban tước hiệu. Tại đất thánh, Thánh Anton thành Padua có một tầm quan trọng đặc biệt. Sự đơn sơ, tận tụy của ngài đối với Thiên Chúa đã biến ngài thành một người mẫu mực cho đời sống cũng như tâm linh của đạo công giáo. Năm 1920, Đức Benedicto XV tôn ngài làm thánh quan thầy sau khi ngài cầu bầu cho họ trong cuộc xung đột giữa Anh và Thổ Nhĩ Kỳ năm 1917. Thứ 8 là Thánh Catherine của Siena. Thánh Catherine của Siena cùng với Thánh Teresa của Avila là một trong hai người phụ nữ đầu tiên được phong tiến sĩ hội thánh. Ngài được sinh ra ở Siena năm 1347. Từ sớm đã quyết định không kết hôn. Và sau vài năm cầu nguyện cùng ăn chay, ngài bắt đầu một cuộc sống phục vụ tích cực. Thánh Catherine hàng ngày đều chăm sóc người bệnh tại một bệnh viện địa phương. Đáng chú ý trong thời gian đó là sự trợ giúp của ngài cho các bệnh nhân trong đại dịch năm 1374. Khi còn trẻ, ngài luôn tin rằng mình được ơn kêu gọi giao giảng tin mừng. Thế nên, Thánh Catherine đã tổ chức một nhóm người đi cùng mình trong những chuyến truyền giáo. Là một người luôn ủng hộ giáo hội, ngài đã công khai đề cao các chức vụ giáo hoàng, giám mục và giáo sĩ với tư cách là đại sứ của Chúa Kitô. Nhưng ngài cũng là người đã chỉ trích gay gắt những lạm dụng mà ngài thấy ở nhiều thành viên trong hàng giáo phẩm cùng hệ thống cấp bậc của nhà thờ. Ngài tin rằng họ nên đón nhận cảnh khó nghèo, có tinh thần khiêm tốn hơn thay vì sống trong sự xa hoa trần tục đầy tham vọng với sự phù phiếm tự phụ. Tuy nhiên, Thánh Catherine biết rằng không thể có cuộc cải cách lâu dài đối với giáo hội nếu không có sự lãnh đạo mạnh mẽ của giáo hoàng. Năm 1376, ngài gặp giáo hoàng Gregory XI ở Avignon, nước Pháp, nơi Đức giáo hoàng đã bị trục xuất từ năm 1309, và thúc giục ngài trở về Rome. Trong một bức thư, ngài nhấn mạnh rằng Đức giáo hoàng phải dũng cảm chứ không phải hèn nhát. Bức thư của Catherine đã củng cố quyết tâm của giáo hoàng và ông trở lại Rome năm 1377. Sau sự qua đời của giáo hoàng Gregory vào năm sau đó, cùng cuộc bầu cử của giáo hoàng Urban VI, cuộc đại ly giáo đã xảy ra.
trong 39 năm tiếp theo, có ít nhất 3 người tuyên bố ngôi vị giáo hoàng. Thánh Catherine thường xuyên viết thư cho nhiều nhà chức trách các nhà thờ, khuyến khích họ công nhận giáo hoàng Urban là người kế vị hợp pháp cho vị trí này. Trong những năm 1377 đến 1378, Ngài đã viết quyển đối thoại về những suy tư của mình trong đời sống thiêng liêng. Nhiều tác giả nhấn mạnh rằng tác phẩm lớn về thần học thần bí này xứng đáng đứng bên cạnh những tác phẩm kinh điển vĩ đại khác. Chẳng hạn như tác phẩm của hai tiến sĩ hội thánh Teresa của Avila và Gioan Thánh Giá. Giáo hoàng Urban đã mời Ngài đến Rome vào năm 1380 để hỗ trợ cho vị trí giáo hoàng của Ngài. Nhưng trên đường đi, Ngài bị đột quỵ. Thánh Catherine của Siena qua đời ngày 29 tháng 4 năm 1380. Được phong thánh năm 1461, trở thành một trong những các vị thánh bảo trợ của nước Ý. Ngài được tuyên bố là tiến sĩ hội thánh vào năm 1970 và là vị thánh bảo trợ của châu Âu năm 1999. Thứ 9 là Thánh Teresa Thành Lisieux, hay còn gọi Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu. Thánh Teresa Thành Lisieux sinh ngày 2 tháng 1 năm 1873 tại Alençon, nước Pháp. Cha mẹ Ngài, Louis và Zélie Maun, là một cặp vợ chồng rất thánh thiện. Mỗi người trong số họ đều có đời sống tôn giáo rõ ràng trước khi gặp nhau, họ thậm chí đã được giáo hội phong trần phước. Cuộc hôn nhân hạnh phúc của họ sinh ra 9 người con, 5 người trong số đó sống sót đến tuổi trưởng thành. Khi Thánh Teresa được 4 tuổi, mẹ của Ngài qua đời vì bệnh ung thư vú. Cha của Ngài đã dẫn các con chuyển đến Lisieux, nước Pháp, để ở cùng gia đình. Khi còn nhỏ, Thánh Teresa thường trốn trong phòng của mình, góc giữa giường và tường. Khi được hỏi là đang làm gì, Ngài trả lời đang nghĩ về thiên đường. Khi Thánh Teresa lên 9 tuổi, Ngài bị một căn bệnh khiến phải nằm liệt giường. Ngài đã gặp phải những gì được mô tả là chấn động thần kinh khiến bác sĩ bối rối và lo lắng cho gia đình Ngài. Khi Thánh Teresa nhìn thấy bức tượng của Đức Trinh Nữ Maria, Ngài đã tuyên bố rằng mình đã được chữa lành. Thánh nhân viết, Đức Mẹ đã đến với tôi. Ngài đã mỉm cười với tôi. Tôi hạnh phúc biết bao. Khi còn nhỏ, Thánh Teresa rõ ràng có mối liên hệ rất riêng với thiên đàng. Tuy nhiên, trước sự đối xử đặc biệt từ gia đình khi còn bé, Ngài trở nên ích kỷ, muốn gì được nấy. Khi chị của Thánh Teresa lấy một món đồ trong hộp được tặng cho Ngài, đến lúc phải lựa chọn, Ngài nói rằng tôi chọn tất cả và lấy toàn bộ hộp. Ở tuổi 14, vào dịp lễ Giáng sinh, khi Ngài nghe thấy cha mình nói rằng Ngài đã quá già so với những truyền thống ngớ ngẩn của trẻ con. Lúc đầu, Thánh Teresa đã bị tổn thương và tan nát. Nhưng sau đó Ngài nhận ra rằng đã đến lúc phải trưởng thành và biết quan tâm đến người khác hơn chính bản thân mình. Thánh Teresa bắt đầu đọc quyển Sự bắt chước Đấng Christ của Thomas A. Kempis rất chăm chú. Ngài đã giữ quyển sách này bên mình và ghi nhớ nó rất nhiều. Mùa hè năm đó, Thánh Teresa nghe nói về một người đàn ông bị kết tội tử hình. Ông ta không ăn năn và thánh nữ quan tâm đến linh hồn của ông ấy. Thánh Teresa cầu nguyện mỗi ngày rằng ông sẽ được hoán cải trước khi đối mặt với sự bản án của mình. Người đàn ông tiếp tục tức giận và cay nghiệt, tránh né mọi nỗ lực của các linh mục để nghe lời thú tội của ông. Ông ta không hề tỏ ra hối hận cho đến ngay trước khi chuẩn bị hành hình,
lúc được báo cáo rằng cổ của ông bị đặt trên máy chém. Ông đã nắm lấy một cây thánh giá và hôn nó 3 lần. Thánh Teresa vui mừng khi nghe điều này. Và điều đó có nghĩa là lời cầu nguyện của thánh nữ đã được Thiên Chúa nhận lời. Khi Thánh Teresa được 15 tuổi, Ngài cùng cha mình đã hành hương đến Roma. Hai chị gái của Ngài là Pauline và Mary vào tu viện dòng Cát Minh, và Thánh Teresa cũng mong muốn được gia nhập dòng. Em gái của Ngài là Celine đi theo họ sau khi cha họ qua đời, và em gái khác là Leonie trở thành em gái của giáo hoàng. Khi gặp giáo hoàng, Thánh Teresa đã xin phép Ngài cho phép gia nhập dòng Cát Minh. Ngài ấy nói với thánh nữ rằng nếu đó là ý muốn của Chúa, thánh nữ chắc chắn sẽ được vào. Khi trở về nhà, vị giám mục đã cấp cho Thánh Teresa sự cho phép mà Ngài cần, và Ngài bắt đầu lấy tên là Teresa Hài Đồng Giê-xu và Gương Mặt Thánh Thiện. Thánh nữ đã dành cả cuộc đời mình cho những hành động đơn giản, vì Ngài tin rằng chính những công việc nhỏ nhặt hàng ngày đã làm nên thánh. Điều này được gọi là con đường nhỏ của Thánh Teresa, nơi chúng ta được kêu gọi làm những việc bình thường với tình yêu thương phi thường. Khi ở trong tu viện, Thánh Teresa đã được mẹ bề trên yêu cầu viết cuốn tự truyện của mình. Sau khi thánh nữ qua đời, đã trở thành cuốn sách mà thánh nhân được cả thế giới biết đến. Với tiêu đề Câu chuyện của một linh hồn, câu chuyện hay này trình bày chi tiết những suy nghĩ và hiểu biết sâu sắc về cuộc sống nội tâm của Thánh Teresa. Nó được coi là một tác phẩm kinh điển tâm linh, và nhờ những tác phẩm của mình, Thánh Teresa đã được giáo hoàng Gioan Paolo II tuyên bố là tiến sĩ giáo hội vào năm 1997. Là một trong 3 thánh nữ duy nhất được đặt tên như vậy, cùng với Thánh Catherine thành Siena và Thánh Teresa thành Avila. Thứ 10 là Thánh Gioan Avila. Thánh Gioan Avila sinh năm 1500 tại Almodóvar del Campo gần thành phố Toledo, Tây Ban Nha, trong một gia đình Do Thái trở lại Công giáo. Ngài học luật tại Đại học Salamanca trước khi thụ phong linh mục. Thánh Gioan Avila là một nhà đại giảng thuyết chống lại cuộc cải cách của Tin lành tại Tây Ban Nha và đã góp phần làm cho nhiều người trở lại, trong đó có Thánh Gioan Thiên Chúa và Thánh Francisco Borgia. Ngài có liên hệ với Thánh Ignatio Loyola, tổ phụ dòng tên, Thánh nữ Teresa Avila và Thánh Tomas Villanova. Thánh nhân thành lập nhiều chủng viện và đại học, đồng thời là tác giả của nhiều tác phẩm về kinh thánh, thần học, tu đức và nhân văn. Đạo lý của Ngài chứa đựng kinh nghiệm sâu xa về Chúa Kitô cứu thế. Chúa tỏ cho thánh nhân thấy thực tại tội lỗi của con người cần được cứu chuộc nhờ ơn thánh và lời giảng thuyết. Đạo lý của Thánh Gioan Avila về thánh mẫu học hoàn toàn phù hợp với giáo huấn của Công đồng Trung Vatican II và của các vị giáo hoàng gần đây. Trong các tác phẩm của thánh nhân, Mẹ Maria được chiêm ngắm dưới khía cạnh Kitô học, thánh linh học và giáo hội học, như mẫu gương và là mẹ giáo hội. Suốt 18 năm trước khi qua đời, Ngài bị bệnh tật liên tục bởi quá nhiệt thành truyền giáo. Thánh Gioan Avila qua đời vào ngày 10 tháng 5 năm 1569, thọ 69 tuổi, và được Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI tôn phong hiển thánh ngày 31 tháng 5 năm 1970. Lễ kính vào ngày 10 tháng 5 hàng năm. Ngài cũng được tôn làm bổn mạng hàng giáo sĩ triều Tây Ban Nha và của các vị tuyên úy quân đội. Giáo hoàng Benedicto XVI vinh thăng Ngài lên hàng tiến sĩ hội thánh vào ngày 7 tháng 10 năm 2012.